Ok. Sếp quan đây là cái gì? Sếp cực kỳ quan trọng dành cho những người làm mãi của mình không? Những người đã cố gắng mà chưa có kết quả nhiều, hay là những người rất là chăm chỉ, rất là nỗ lực nhưng công việc lại không được thuận lợi, không được là thuận buồm xuôi gió. Đây là video cực kỳ quan trọng, và video này cũng rất quan trọng dành cho bất kỳ một ai muốn trở thành một nhà đào tạo tốt, người bảo trợ xuất sắc, có thể động một bất kỳ ai giúp cho người ta đến 21, giúp cho người ta đến diamond. Video này hết sức quan trọng. Thứ nhất, bản thân tôi đã từng có những sai lầm này. Chúng ta chú ý là nghe, nghe và ghi chép tóm tắt. Bởi vì sau video này là lúc chúng ta phân tích video này và áp dụng. Bởi vì đây là video dành cho ai? Đây là video giúp chúng ta có thể thay đổi kết quả kinh doanh của bất kỳ ai, ngay cả một người làm nhiều rồi mà chưa thành công, ngay cả một người rất chăm chỉ mà công việc không thuận lợi như chúng ta mong muốn. Ok, cho nên hãy lắng nghe thật là kỹ. Rồi có những người rất cố gắng mà kết quả thì chưa đáng là bao. Cho nên mọi người hãy lưu ý. Thứ nhất, chúng ta có sổ bút, anh chị hãy có sổ bút trên tay. Hãy có sổ bút. Đây là học thực, học tập thực sự, sổ bút ghi chép nhá. Còn nếu không á thì nó sẽ qua đi một cách vối. Anh chị còn có sổ bút chưa? Nếu ai có sổ bút rồi comment số 1, còn ai chưa comment số 2. Nhanh chóng chúng ta có sổ bút anh chị nhé. Phần này rất quan trọng. Hãy là một nụ cười thật là tươi hân hoan với buổi học mà chúng ta sẽ học được rất là nhiều thứ tuyệt vời. Ok. Sổ bút chưa? Anh chị đã có sổ bút chưa? Ai có rồi thì comment số 1, còn ai chưa có comment số 2 nhá. Yên thì lúc nào cũng có sẵn sàng trên tay. Ok, chúng ta bắt đầu nhá. Rồi. Và số anh chị đã sẵn sàng có rồi thì giơ tay lên. Giơ tay ạ. Giơ tay. Rồi ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúng ta lắng nghe. Đầu tiên tôi phải trao đổi với anh chị là khi chúng ta làm mãi không thành công, chắc chắn chúng ta còn những sai lầm. Thường đó là do lỗi của tư duy. Thì không thành công là do những sai lầm trong tư duy như thế nào. Ví dụ, thời gian đó là thời gian mà tôi rất muốn thành công nhanh. Và tôi biết là hầu hết mọi người muốn thành công nhanh, hầu hết là như vậy. Mà có một cái câu nói là vội là có tội, đừng vội làm gì cả. Một em bé muốn được sinh ra phải mất 9 tháng 10 ngày. Để có thể chúng ta trở thành một người thành công, chúng ta cần phải thay đổi mình chứ, đúng không? Cần có thời gian. Đừng vội thành công ngay. Có thể là bạn lên 21 sau 1 tháng cũng được, nhưng đó thường nó sẽ không bền. Tốt nhất là dành cho mình vừa học và học như bọt biển, và 3 tháng lên 21 là hợp lý. 3 tháng 21 là hợp lý, thậm chí 3 tháng là còn nhanh đấy. Không nhất thiết phải thành công nhanh hơn là cái gì cả. Bởi vì thành công nhanh không bền, cũng không tác dụng gì cả. Đấy. Đủ lắng hoa sẽ nở. Hãy nhớ như vậy. Kiên trì, tích lũy đủ lượng rồi nó sẽ thành công. Đừng tập trung vào kết quả mà tập trung vào cái thứ khác đi. Thì giai đoạn bắt đầu tôi cũng có sai lầm. Đó là tôi rất muốn thành công nhanh. Bản thân tôi thì lúc đó là tôi đừng tuyển thẳng đại học và tôi nghĩ là tôi có năng lực. Và tôi thấy nó có những người 28 ngày đến 21, tôi đặt mục tiêu 27 ngày. Và sự vội vã dẫn tới là tôi thất bại. Và rồi khi mà tôi thất bại như vậy, kiện liên tiếp tháng nào cũng lập mục tiêu 21 và tôi lại thất bại. Lập mục tiêu rồi lại thất bại, và đến một thời gian tôi thậm chí là tôi còn tiêu cực bản thân mình. Tới mức là tôi nghĩ rằng hay là công nghệ này không hợp với mình có thể hợp với công nghệ khác thì sao? Rất là may mắn là lúc đó thì tôi đọc sách, tôi phát hiện ra là cách bạn làm một việc là cách bạn sẽ làm mọi việc. Ngày hôm nay bạn làm cơ hội này không thành công, bạn muốn nghỉ thì rất có thể sang cơ hội khác bạn lại làm, và rồi bạn lại muốn nghỉ vì bạn nghĩ là cơ hội khác phù hợp hơn. Và cứ như vậy đến bao giờ bạn sẽ dừng lại. Cách bạn làm một việc là cách bạn sẽ làm mọi việc. Nếu bạn có tố chất, nếu bạn có khả năng, nếu bạn làm một việc thành công thì bạn làm đâu cũng thành công. Thế là tôi quyết định là tiếp nữa, bản thân tôi đã từng là một người bế tắc trong tuyển dụng, không có tuyển dụng được, rồi nhóm không có ai để tôi làm việc. Đấy. Cũng có nhóm nhưng mà người ta lại không làm việc, cũng có chuyện đấy, được chưa? Hay là bản thân tôi cũng đã từng rất sợ bạn hàng, rồi tôi cũng không biết phải họp thì nói gì, tôi cũng không biết có nên họp hay không, vân vân, tôi không biết. Và để rồi đủ nắng hoa sẽ nở. Sau một thời gian tôi tích lũy thì giờ đây tôi có thể tự tin là tôi động vào bất kỳ ai tham gia, tôi có thể bán hàng cho bất kỳ ai và tôi có thể tổ chức bất kỳ một buổi họp nào. Ok, thì nó cần thời gian, không thể thành công trong một ngày, đừng có vội, được chưa? Ok, hay là bản thân tôi cũng quan sát thấy một số bạn rất là chăm chỉ, đều đặn nghe dùng, nhưng công việc không phát triển được bao. Thì đây cũng là video rất cần cho bạn. Chút nữa chúng ta sẽ nói về giải pháp. Hay có những người không tự tin vì mình chậm hiểu, hoặc mình là công nhân, hoặc là mình không có học hành tốt trước đây, cho nên mình không tự tin mình thành công, hoặc là mình làm nhiều rồi mà không thành công, mình mất tự tin. Đấy, thì đây là video rất cần cho các bạn. Giải pháp sẽ là gì? Chìa khóa thành công với họ là như thế nào? Thì chúng ta lắng nghe giải pháp. Thứ nhất, để thành công được, chúng ta gác công việc này sang một bên, hãy lắng nghe ước mơ của mình. Vì thế, tự mình đánh thức ước mơ mình, hoặc nhờ bảo trợ gọi điện đánh thức ước mơ cho mình. Hãy thật sự nghiêm túc với cuộc gọi này. Bởi vì một trong sứ mệnh lớn nhất của NM1 đó là đánh thức ước mơ người khác. Một trong điều tuyệt vời nhất của NM1 đó là khả năng đánh thức ước mơ người khác, giúp người khác trở thành những người tốt đẹp hơn con người hiện nay của họ, từ người bình thường trở thành người phi thường. Và khi đó chính bạn phải làm bài tập tâm trí, tức là gì? Bạn muốn có bao nhiêu tiền? Đừng quan tâm dễ có, bạn muốn có bao nhiêu tiền hiện nay? Đừng muốn nhiều nhất có thể. Hãy đưa ra một con số mà bạn khao khát thật sự, bạn mong muốn có nó thật sự. Và sau khi đạt được rồi bạn tiếp tục mơ có sao đâu. Tôi lấy ví dụ là 50 triệu chẳng hạn, tùy bao nhiêu cũng được, nhưng cần có một con số cụ thể. Bản thân tôi sau khi đạt được 50 triệu, thậm chí đạt được hàng trăm triệu, thì tôi đặt mục tiêu tiếp theo là 500 triệu đến 1 tỷ. Nhưng anh chị có thể đặt mục tiêu vừa sức, mục tiêu khả thi, mục tiêu mình yêu thích, mình mong muốn, được chưa? Rồi, và hãy trả lời câu hỏi tiếp, đây là câu hỏi rất quan trọng. Đó là nếu có nó thì cảm thấy thế nào? Chúng ta phải dành thời gian ôn luyện điều này, tưởng tượng ra điều đó xảy ra, chúng ta cảm thấy ra sao? Chúng ta phải thực sự đầy cảm hứng với nó, làm việc trong một trạng thái hân hoan sung sướng như vậy,
thì thành công mới đến. Chứ còn cố gắng mà đạt 50 triệu trong khi không có được cảm xúc khi có 50 triệu thì chúng ta rất khó đạt được. Tiếp nữa, chúng ta phải ngồi đánh giá những cái cơ hội mà mình có thể kiếm 50 triệu, đặc biệt không vốn, làm được luôn, không ảnh hưởng công việc chính, thì có những cơ hội nào. Cho đến khi chúng ta đặt lên bảng cân và chúng ta phát hiện ra cái mô hình bán buôn online, cái mô hình tạo dòng tiền online là cái cơ hội, là cái công cụ dễ nhất, là cái công cụ tốt nhất để thực hiện ước mơ của mình. Và cần phải tin tưởng vào nó, rõ ràng với điều này thì mới thành công được. Còn nếu chúng ta vẫn bị lấn cấn giữa cơ hội này, cơ hội khác, thì khó mà thành công được. Bởi vì nó sẽ đến một cái điều thứ ba, đó là để công việc thuận lợi, để công việc thành công, thì nhớ một cái mệnh đề, đó là trân trọng hơn công việc dễ dàng thành công hơn, biết ơn hơn thì công việc thuận lợi hơn. Như vậy một trong lý do chúng ta chưa thành công bởi vì chúng ta làm nhưng chúng ta không có lòng biết ơn, chúng ta làm chúng ta không có sự trân trọng. Ví dụ như anh chị bao giờ cũng làm bài tập này thật cẩn thận, là mình nói rằng đây là cơ hội duy nhất, đây là cơ hội tốt nhất, không có ngó nghiêng gì cơ hội khác. À, ví dụ đến đây là kiếm dòng tiền, không phải kiếm tiền, cho nên không mất công được cơ hội kiếm tiền nào cả. Tập trung vào dòng tiền. À, dành hẳn một năm thật tập trung vào nó và chúng ta hưởng thành quả suốt 15 còn lại. Ví dụ thế, làm gì có cơ hội đó mày ơi, đúng không? Cho nên hãy trân trọng, đây là một trong cơ hội tuyệt vời, người ta gọi là cơ hội thuận lợi nhất trong lịch sử người. Người ta viết sách về ngành kinh doanh như vậy anh chị ạ. Anh hãy nghiên cứu thật kỹ. Nếu chúng ta chưa thực sự nhìn ra được lợi thì hãy xem lại bản thân mình đã biết, đã hiểu nó tới mức độ nào. Đây sách người ta viết như vậy anh chị. Ok rồi, tiếp đã. Và sau khi mà chúng ta trân trọng rồi thì chúng ta cần phải làm thêm một điều tiếp theo. À, đó là chúng ta rõ ràng với ước mơ của mình rồi thì cần phải có một cái điều này nữa, đó là khao khát xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình. Hãy đặt ra câu hỏi là mình muốn có con cá hay mình muốn học cách câu cá. Có ước mơ rõ ràng rồi, nhưng muốn mình tạo ra nó hay là một ai đó cho mình? Đúng, muốn có 50 triệu hay là muốn ai đó cho mình 50 triệu? Muốn tạo ra 50 triệu hay là muốn có 50 triệu? Nó khác nhau. Và muốn thành công thì phải xác định là mình thích tạo ra, mình sở hữu được cái công thức nào mà xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình và sẵn sàng đi học người khác để tự xây dựng đội nhóm của mình, tự tuyển dụng. Đó, chứ nhờ người khác tuyển dụng thì nó không có hiệu quả cao đâu. Hiếm có ai nhờ tuyển dụng thành công, được chưa? Tự mình tuyển, học và tự tuyển, tự quản lý nhóm của mình, tự đánh thức ước mơ thành viên trong đội nhóm của mình, theo sát mọi thành viên và có lịch hẹn với tất cả mọi người. Hãy luôn luôn học cái công thức đặt lịch hẹn trên cái nhóm, trên group, trên bán hàng hoặc tiềm năng của mình. Hãy làm chuẩn công thức, phải là khao khát xây dựng đội nhóm kinh doanh của chúng mình và cứ như vậy, phát triển. Tiếp theo nữa, cần phải có niềm tin về thành công. Một trong lý do chúng ta chưa thành công được đó là khi chúng ta đã có mong muốn rồi nha, khao khát xây dựng đội nhóm kinh doanh của chúng mình, nhưng có một số bạn không có niềm tin. Dù cũng biết là tốt, cũng khao khát nhưng mà không có niềm tin thì sao? Thì anh chị hãy nhớ, niềm tin thì nó có hai thứ: niềm tin vào bản thân và tin vào cơ hội kinh doanh. Cơ hội kinh doanh thì anh chị hãy làm thật là tốt cái bước này, đánh giá những cơ hội mình có để tin đây là cơ hội tốt thế nào. Còn chưa tin thì học đi, làm gì vội, được chưa? Và tiếp theo là phải tin vào bản thân. Nếu chưa tin vào bản thân thì đừng tập trung vào thành công nữa, mà tập trung vào học tập. Đương nhiên là có một số anh chị có thể tin ngay vào bản thân mình có thể thành công thì bỏ qua bước này, tự tin vào bản thân, được chưa? Và nếu chưa tin vào bản thân thì tập trung vào học tập. Ví dụ bản thân điên, xin thưa anh chị là tôi cũng là một người tin quá cho nên thất bại. Ví dụ lúc đó tôi được tuyển thẳng vào và tôi nghĩ rằng tôi sẽ thành công, thậm chí là tôi biết là có những người 28 ngày lên mốt, tôi đặt mục tiêu 27 ngày và rồi tôi vội vã, đó là sự thất bại. Một tháng không đạt được, 2 tháng không đạt được, 3 tháng không đạt được, tôi bị xói mòn những cái niềm tin của mình. Tôi đã từng như vậy đấy, thì đấy là điều rút kinh nghiệm. Sau đó đến tháng thứ 8, chính xác là tháng thứ 7, 7 tháng rưỡi, thì tôi bắt đầu ra một quyết định mới. Tôi ra quyết định mới, đó là tôi quyết định không thành công nữa mà tôi tập trung vào học kinh doanh. Tôi chẳng có khả năng gì cả, tôi quyết định học. Tôi tập trung, tôi học một cách ngốc nghếch và rất cá nhân. Một tháng rưỡi sau tôi lên level, như vậy tôi chính là tháng này rồi. Cho nên cái vai trò học tập rất quan trọng. Và nếu như mà chúng ta chỉ có học mà chúng ta vẫn chưa có tự tin ấy, thì chúng ta tập trung vào thế mạnh. Ví dụ mình tuyển chưa có tốt, mình bán tốt, tập trung vào bán để có niềm tin nào, có sự tự tin nào, được chưa? Rồi phải đặt ra câu hỏi tiếp theo: học thì học như thế nào, học gì và học như thế nào, học quy trình, học thật là sâu sắc về quy trình vào, vặn vẹo chính mình vào để thấu hiểu, chứ đừng học một cách hời hợt. Có một số bạn chăm chỉ nghe dung ghi chép rất là nhiều nhưng thấu hiểu rất ít, học vẹt cho nên không có cảm hứng. Hãy học từ trái tim, học và cảm nhận nó hay như thế nào và rồi truyền cảm cho người khác. Còn nếu như bạn học bằng ghi chép, bạn nhanh quên lắm và quên ấy, không thể thành công được. Bạn hãy nhớ rằng bạn là người dẫn dắt người khác, bạn là người làm chủ xây dựng công việc kinh doanh của chính mình, bạn phải dẫn dắt người khác, cho nên bạn phải rất thấu hiểu chứ không nên học vẹt. Ok, tiếp nữa là bạn hãy lắng nghe góp ý người khác. Ví dụ bạn muốn tuyển dụng thì bạn hãy nhờ người khác đóng vai ứng viên, bạn bán hàng cho và bạn tuyển dụng cho rồi nhờ họ giúp kinh nghiệm cho mình. Tương tự như vậy, bạn muốn bán hàng giỏi, bạn hãy nhờ những người xung quanh bạn, nhờ người thân của mình hoặc là những người trong đội nhóm của bạn đóng vai là khách hàng, bạn bán rồi nhờ họ giúp kinh nghiệm cho mình. Tôi lấy ví dụ một cái câu chuyện về học tập như thế nào và học cái gì. Thì đây là cái câu chuyện kể về Hồng Giang. Bạn đấy tuyển học và bạn ấy tuyển được, bạn ấy học và bạn ấy bán được nhưng không tạo ra những đặc lại, bạn ấy không phát triển được bởi vì bạn ấy chỉ học cho mình mà bạn ấy không đúc kết. Giang có một cái câu nói rất hay mọi người thích nào, đó là gì? Bạn chỉ được coi là học khi bạn dạy lại cho người khác. Lúc này Hồng Giang mới thay đổi, sau rất nhiều năm, sau 3 năm Hồng Giang mới thay đổi cách học. Bạn học và đúc kết, học và đúc kết, sau đó phải nghĩ đến việc dạy lại cho người khác, dạy lại cho người khác. Còn trước đây Giang chỉ học cho mình, gật gù thấy hay và rồi đi tuyển được, đi bán được nhưng mà không dạy được cho người khác, không dám dạy, không biết dạy từ đâu bởi vì thấy nó khó quá, thấy nó cao siêu quá. Đây Hồng Giang bây giờ thay đổi, học một cái gì được, đúc kết ạ, học một cái, đúc kết một cái, học một cái, đúc kết một cái, chứ đừng học 10 cái rồi đi dạy thì nó nhiều quá, chúng ta không dạy được đâu. Hãy đơn giản là chia sẻ những gì chúng ta học. Hay mà cái câu chuyện và như vậy là Giang đã thành công. Và câu chuyện thứ hai đó là cô Nga đang là quản giả của bạn. Cô là một người lớn tuổi rồi
Thì ông Giang cũng áp dụng cái quy tắc đó là học quy trình thạo thế nào không? Thì chúng ta biết đấy, một cái người lớn tuổi mà chúng ta ngỡ rằng là người đó không thể thạo quy trình được thì đó là sai lầm phải chịu. Hãy tin tưởng cô ấy vẫn có thể thành công được học quy trình. Thế là Giang cứ tập trung vào việc mà gửi video hôm nay, hẹn ngày mai, sau đó ngày mai ôn tập nội dung. Cứ như vậy, cứ như vậy. Và đặc biệt khi bảo trợ của cô Nga xuất hiện với sự rèn luyện xuất sắc hơn và cô Nga đã trở nên thạo quy trình hơn. Cô Nga có thể trả lời bên vách mọi thứ trong quy trình và như thế cô Nga tạo ra một đội nhóm thạo quy trình. Bây giờ cô Nga đã có rất nhiều đồng cốt là những người thạo quy trình, những người tự xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình. Ok, ba số anh chị đã học được một bài học gì đó rất là tuyệt vời sau cái video vừa rồi hay là? Đã có rất nhiều bài học đúng không? Rất nhiều bài học ở đây. Vậy sẽ em rất là muốn được lắng nghe ý kiến của một số anh chị. Mỗi chúng ta sẽ rút ra một bài học để chúng ta cùng sau hôm nay chúng ta cải thiện được. Nào, chúng ta cùng suy nghĩ đi ạ. Một người làm rất là lâu rồi mà không thành công, mặc dù có thể thậm chí có những người rất là chăm chỉ. Thường xuyên nghe dung không thành công thì giải pháp là gì? Cái gì động lại trong tâm trí của chúng ta? À, theo mọi người sẽ là gì? Ở đây không nhất thiết mọi người phải nhớ toàn bộ cái video đó. Nhưng hãy cố gắng là nhớ được một cái chìa khóa, bởi vì chỉ cần một chìa khóa thôi chúng ta đã đủ được thành công rồi. Phỏng vấn Hồng Giang, kiêm phỏng vấn Hà Đế 6, các bạn ấy cũng chỉ cần nói đưa ra một giải pháp thôi đã thành công rồi. Ok, thì rất là muốn lắng nghe anh chị, các anh chị muốn lên 21 tháng này đúng không? Mấy chị muốn lên 21 tháng này thì anh chị có thể là chia sẻ với em là sau cái video vừa rồi, giả định chúng ta có tuyển dụng, chúng ta có hướng dẫn một cái người làm một thời gian rất là lâu rồi, chăm chỉ làm mà không thành công, theo anh chị là tại sao và giải pháp sẽ là gì? Xin mời bạn Giao. Xin mời Giao. Dạ, anh học bằng em thấy chưa hiểu gì, tại vì mấy người đó là không có lo chú. Có những người rất chăm chỉ học nhưng không thành công, theo em là tại sao? Tại vì muốn lên chức danh không mà không lo học quy trình. Tức là người ta tập trung vào kết quả đúng không ạ? Tập trung vào kết quả. Yeah. Và tại sao tập trung vào kết quả thì mình lại không thành công được? Tại Tại sao lại như vậy? Tại vì những người đó không có tâm trí rõ ràng. Yes. Tức là người ta rất muốn làm trong một cái trạng thái có kết quả và người ta suốt ngày vội vã đúng không ạ? Tâm người ta không có an. Tâm không an thì làm sao? Tiền không bao giờ về đúng không ạ? Rồi, cảm ơn Giang rất nhiều, mọi người ghi cái bài học đầu tiên đến từ Giang đó là khi mà chúng ta làm việc vì kết quả thì tâm chúng ta không an. Tâm không an thì tiền không về, thành công không đến đâu anh chị ạ. Ok. Rồi, xin được lắng nghe lời chia sẻ của một bạn tiếp theo. Linh Khang có mặt đây không ạ? Xin mời Linh Khang. Em đây ạ. Ok. Em đây ạ. Ngoài cái yếu tố kết quả ra thì em thấy là có những người rất là chăm chỉ làm. Bạn này cũng không có kết quả đâu. Bạn này em thì cũng không vội vàng kết quả đâu. Đấy, nhưng mà chăm nghe zoom lắm, đều đặn luôn. Cũng khoảng 6 tháng rồi mà chưa có thành công. Thì theo em tại sao? Học đều, ghi chép cẩn thận. Tại sao vẫn không thành công? Ra sao nhóm em cũng có trường hợp như vậy. Thì đó là mình học nhưng mà mình không nhớ. Chỉ học vẹt thôi, không nhớ, không hiểu bản chất. Học vẹt, học không hiểu bản chất. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời, đấy là một chìa khóa anh chị ạ. Tức là chúng ta có ghi chép. Chúng ta ghi chép cho nó xong luật. Chúng ta quên mất rằng đây phải học vì mình. Học không phải là để cho xong. Chúng ta cũng không cố gắng ngồi đây cho có mặt. Mà chúng ta phải xác định học đây là làm giàu cho ai ạ? Cho mình. Học vì mình. Nó khác hoàn toàn với việc phải học anh chị ạ. Chúng ta không phải đến nhà trường, chúng ta không có điểm danh điểm gieo gì cả, mà chúng ta xác định này, hình như là anh Yên có buổi họp rất là hay, mình rất muốn chui vào, và đương nhiên với thái độ đó là gì, là sổ bút ghi chép đúng không, chứ không nhất thiết là phải có mặt ở đây cả, không ai điểm danh chúng ta cả. Chúng ta học là học vì mình, học để ngày mai giàu có. Ok ạ, học để ngày mai giàu có, tức là phải học thực sự, học sự, học để thấu hiểu, học bằng trái tim, đồng ý không ạ? Học là chúng ta phải vặn vẹo mình, tại sao lại câu này, liệu có đúng không? Học cho nó sâu sắc vào, học là phải có sự gật gù, wow, hay đấy, đấy, chúng ta phải như vậy, học bằng trái tim, chứ không phải học bằng ghi chép, học bằng trái tim, học sâu sắc vào, ok? Rồi, cảm ơn Khang rất là nhiều, đấy, cho nên là em rất là rút kinh nghiệm cho một số anh chị này, ghi chép rất nhiều, học rất nhiều, nhưng lại không thấu hiểu bao nhiêu. Đặc biệt
chúng ta không vặn vẹo mình, không thực sự hiểu quy trình. Học là học bằng trái tim, học là học bằng cảm xúc, hưng phấn, thích thú, chứ đừng học bằng ghi chép. Ghi chúng ta sẽ quên, nhưng mà nếu chúng ta thực sự cảm thấy tâm đắc về điều đó, chúng ta sẽ nhớ. Ok ạ? Và số chị này sau ngày hôm nay sẽ học bằng trái tim để chúng ta luôn cảm nhận bài học thực sự là tuyệt vời hay nào. Ok, học bằng trái tim tức là thấy nó hay là hay thì tự nhiên miệng nó phải cười ra, đúng không? Thấy hay là phải gật gù. Gật gù, gật đầu như người Nhật ấy. Chúng ta thấy người Nhật người ta tuyệt vời không ạ? Gật đầu như người Nhật. Hay như vậy. Ok, rồi cảm ơn Khang rất nhiều. Còn bài học gì nữa không ạ? Còn bài học nào anh chị rút ra nữa không ạ? Một người vội vàng với kết quả thì cũng không thành công được. Đấy. Cho nên là đừng tập trung vào sự vội vàng. Bởi vì ngay cả những người thành công trên thế giới, người ta đều phải trải qua rất nhiều những cái trở ngại. Bản thân Yên cũng vậy thôi anh chị ạ. Yên thất bại vì sự vội vàng đúng không ạ? Yên thất bại vì sự vội vàng. Nó phải đủ nắng hoa mới nở. Ngày xưa Yên đã từng là một người, mọi người có thể tưởng tượng là như thế này. Yên đã từng là một người rất khó khăn trong việc tuyển dụng. Yên đã từng là một người có một đội nhóm 30 người nhưng mà chẳng có việc gì để làm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đâu có mặt để làm việc. Yên đã từng như vậy. Tạo ra một nhóm 30 người nhưng mà không ai có mặt để làm việc. Yên cũng đã từng là một người không bao giờ biết tổ chức họp cái gì. Chẳng biết nói cái gì cả. Đó, ai cũng đã từng, ai cũng vậy. Không thể thành công sau một ngày. Một đứa trẻ muốn được sinh ra mất bao lâu ạ? 9 tháng 10 ngày. Đúng không ạ? 9 tháng 10 ngày. Chúng ta không thể trở thành một thiên tài. Chúng ta không thể kiếm 100 triệu chỉ sau có một đêm. Chúng ta cần một quá trình rèn luyện. Và nếu như chúng ta thực sự thích những buổi học, chúng ta dễ dàng thành công hơn. Ok, rồi. Còn bài học nào nữa không ạ? Sau video vừa rồi, xin mời chị Lập. Lưu tâm với một số anh chị muốn lên 21 tháng 10 này nhé. Chúng ta học bằng trái tim, học trong một sự hân hoan, học trong một sự hạnh phúc. Và chị Lập, chị có rút ra được bài học gì sau video vừa rồi không? Alo, chị nghe con, chị có nghe, em có nghe gì đó chị nói không? Dạ vâng, mọi người nghe rõ chị. Nghe rõ đúng không? Ok. Rất rõ. Có bài học gì chị sau khi video vừa rồi chị tâm đắc? Chị thấy chị trân trọng nhất là cái bài học là hãy trân trọng và biết ơn cơ hội. Yes. Vì sao ạ? Vì sao lại thế ạ? Vì sao lại thế ạ? Alo. Vâng, chị chia sẻ đi, vì sao lại như vậy? Tại sao lại phải trân trọng và biết ơn cơ hội hơn? Thật ra là mình biết ơn cái cơ hội này, biết ơn cái công việc này thì là nó sẽ mang lại cho mình cái thu nhập này, rồi mang lại cho mình có nói chung nhiều từ trong cái môi trường S21 ấy, thì chị cảm thấy biết ơn bởi vì là trong có những cái ví dụ như là có những buổi chung đọc sách này giúp cho mọi người học được những bài học rất là giá trị này, những buổi Zoom về là sản phẩm buổi tối này. Em muốn hỏi là tại sao mình biết ơn hơn thì công việc nó lại dễ dàng hơn, lại thuận lợi hơn? Tại vì thế là tôi chưa có thành công gì biết ơn ai? Tôi có cái gì đâu, bao giờ phải thành công tôi biết ơn chứ, đúng không? Tại sao tôi phải biết ơn nhỉ? Khi mà mình biết ơn ấy thì mình sẽ có được những cái niềm vui trong công việc ấy. Niềm vui trong công việc. Sẽ có những cái giải pháp trong công việc này, sẽ giúp mình nó mở mang đầu óc này, giúp cho mình thành công hơn. Ok chị, rồi cảm ơn chị rất nhiều. Anh Thịnh, Thịnh có thể giải thích rõ hơn là tại sao biết ơn hơn công việc này thuận lợi hơn, tại sao lại như vậy nhỉ? Vâng, chào anh Yên, chào tất cả mọi người. Một trong cái lý do mà mình trân trọng và biết ơn cơ hội này hơn đó là, thứ nhất là mình so sánh, mình suy nghĩ, mình cân nhắc với một công việc làm thêm ngoài công việc chính thì có cái công việc nào nó có tốt được như cái công việc này không, thì mình đánh giá, mình phải tự đặt câu hỏi, mình tự suy nghĩ. Sau đó thì mình so sánh, mình cân đối xem là có cơ hội nào tốt bằng cái cơ hội hiện tại mình đang có không. Thì từ đó mình sẽ trân trọng cái cơ hội này của mình tốt hơn. Và với một cái thái độ cũng như một cái trái tim nó bằng tình yêu thực sự, mình phân tích xem là cái sự lựa chọn cũng như là cái sự so sánh. Vâng. Yes. Thì đó là một bí mật tuyệt vời, rất là cảm ơn Thịnh và cảm ơn chị Lập. Chính xác đấy, nó rất quan trọng. Trước đây anh không biết bí mật này. Trước đây anh không hề biết.
trước đây anh không hề biết, anh nhắc đi nhắc lại là trước đây anh không hề biết bí mật này. Và nếu như biết bí mật này thì anh khẳng định luôn là anh thành công nhanh hơn bây giờ rất 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 nhiều. Và một trong lý do chúng ta không thành công là bởi vì chúng ta vẫn còn những thái độ kênh kiệu. Tức là gì? Chúng ta đòi hỏi công việc này phải cho tôi sự thuận lợi, mà chúng ta không biết rằng chúng ta trân trọng công việc hơn thì vũ trụ sẽ cho chúng ta những thứ thuận lợi hơn. Đó là luật của hấp dẫn. Chúng ta trân trọng hơn thì tâm chúng ta an hơn. Chúng ta trân trọng hơn thì chúng ta học tập nó hiệu quả hơn. Bởi vì cái này nó rất giống với cuộc đời thôi. Nào, chúng ta phải suy nghĩ đi ạ. Cái người bạn đời của mình, cái người tán mình ấy, cái người yêu mình ấy, ngày xưa là chồng mình hoặc vợ mình ấy. Nếu mà người ta yêu mình nhưng mà miệng người ta nói yêu nhưng mà người ta coi thường mình thì mình có cảm thấy hạnh phúc không? Không hề, đúng không? Nhưng nếu người ta trân trọng, người ta nâng niu mình, người ta biết ơn mình thì sao ạ? Mình có biết ơn trở lại không ạ? Biết ơn là cơ hội cũng vậy anh chị ạ. Hãy nhớ rằng công việc nó giống như một con người, nó có linh hồn. Anh chị hãy ghi câu đấy ạ. Công việc nó có linh hồn. Cho nên là thái độ chúng ta đối với công việc như thế nào, thế công việc sẽ đối xử lại với chúng ta như vậy. Chúng ta càng trân trọng, chúng ta càng biết ơn, chúng ta càng nâng niu, chúng ta càng yêu mến thì công việc sẽ yêu lại chúng ta. Ngược lại, chúng ta thờ ơ, chúng ta coi thường, chúng ta ra điều kiện với công việc là bao giờ thành công thì tao yêu. Đấy, nó không khác gì chúng ta đi cưa gái, hay là cái thằng ngày xưa thằng nơi nó định cưa mình, nó bảo là nó ra điều kiện với mình. Đấy, kiểu thế. Cho tao mảnh đất thì tao mới yêu, kiểu thế. Nếu mà người ta như vậy thì anh chị có yêu không ạ? Chị Nga, nếu mà cái người cưa chị nói rằng là cho tao mảnh đất tao yêu thì chị có đồng ý không? Không. Không ạ, tại sao? Người ta yêu mình đâu yêu mảnh đất của mình. Đấy, chính xác, người ta yêu mình đâu, người ta yêu mảnh đất của mình. Đấy, tương tự như vậy, cơ hội đâu bảo anh có yêu cơ hội đâu, mình yêu tiền của tao chứ cơ hội đách gì đâu, đúng không? Đấy, cho nên anh chị lưu tâm là yêu công việc hay yêu tiền. Yêu tiền thì chưa chắc có tiền. Đấy, giống yêu mảnh đất thì chưa chắc chị Nga đã cho, đúng không? Cầm tay không cho cầm tay, đúng không? Đuổi về. Đấy. Nhưng mà nếu yêu chị Nga thì có thể cho hai mảnh đất, kiểu thế. Công việc này cũng vậy. Nếu chúng ta yêu công việc, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Còn nếu chúng ta chỉ yêu tiền, thì công việc sẽ không cho chúng ta xu nào. Và số chị đấy sẵn sàng trở nên trân trọng hơn với cơ hội này. Hay lắm. Ok, anh chị ghi vào sổ đi. Cho nên một lý do chúng ta chưa thành công được là vì chúng ta chưa thật sự trân trọng nào, chưa thật sự chân quý nào. Đúng không? Tội gì mà chúng ta làm công việc này mà chúng ta lại cứ tơ tưởng đến cái cơ hội khác. Nó giống như kiểu là mình đang lấy cô vợ này, mình đang lấy người chồng này mà mình cứ tơ tưởng thằng nào khác sống nó hạnh phúc đâu, đúng không? Sống trọn vẹn từng phút giây. Đã ở với chồng mình là sống từng giây phút với chồng. Ngày mai bỏ chồng lấy chồng khác thì yêu thằng khác chưa muộn, đúng không? Làm sao không muộn đâu. Đó. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây. Như thế, đúng không? Sống nó phải như vậy, nó mới an tâm, tâm nó an, tiền nó mới về. Ok, rồi cảm ơn anh Thịnh, cảm ơn chị Nga rất nhiều. Rồi, còn ai học được một bài học nữa xin mời Ngọc Trân. Xin mời em. Em học được bài học gì sau cái video vừa rồi? Video mà thống kê rằng có rất nhiều người dù rất cố gắng, rất chăm chỉ, rất nỗ lực, thậm chí có những người trong một thời gian dài không phát triển. Thì vấn đề nó ở đâu và giải pháp là gì? Còn bài học dạ, gì? Em nghĩ em thì em chỉ nghĩ là vấn đề là tư duy của mình. Yes. Khi mà mình thay đổi, khi mà mình học nhiều, mình tập trung phát triển bản thân hơn, mình tập trung để mà mình yes. biết ơn nhiều hơn để mà mình được nhiều hơn, biết ơn nhiều hơn, không có chú trọng vào kết quả, không chú trọng vào kết quả. Yes. Chính xác chị ạ. Bản thân Yên đã từng là một người vội thành công. Và em cho rằng vội là một trong cái tội lớn nhất trên cuộc đời. Vội là một trong cái tội lớn nhất anh chị ạ. Đừng bao giờ để tâm trí của mình. Người ta nói là gì? Phải biết mình là ai chứ, đúng không ạ? Mình là ai? Michael Dell. Đúng không? Chủ tịch tập đoàn máy tính Dell có một giờ. Ông ta thông minh hơn chúng ta rất nhiều. Ông ta cũng cần phải đối diện với sự từ chối chứ. Chẳng có lý do gì chúng ta không thể từ chối. Chúng ta phải gặp rất nhiều từ chối. Chúng ta cần phải đối diện với nó. Cho nên ấy, chúng ta muốn làm kinh doanh mà chúng ta kênh kiệu, chúng ta yếu đuối thì không thể.
chúng ta cần phải có sự dũng cảm. Và để có thể có sự dũng cảm, để có thể có sự dũng cảm đối diện với sự từ chối, thì chúng ta cần phải có cái gì? Cần phải có cái gì? Một trong lý do quan trọng chúng ta chưa thành công được là bởi vì chúng ta tập trung vào kết quả mà chúng ta quên mất một cái thứ người ta gọi là ước mơ và một bức tranh mơ ước mà người ghi câu đấy bạn. Chúng ta cần phải có ước mơ của mình và chúng ta cần phải vẽ ra một bức tranh mơ ước đó. Phải có bức tranh mơ ước anh chị ạ. Như thế này. Tức là sao? Ví dụ, chúng ta có ước mơ, chúng ta đặt ra cái suy nghĩ trong cuộc đời của mình. Mình đang muốn có một cái khoản thu nhập bao nhiêu tiền mỗi tháng. Ví dụ 50 triệu mỗi tháng. Nếu chúng ta chỉ nghĩ về con số 50 triệu, nó không phải là một bức tranh. Nó chỉ là một mục tiêu. Nó không đem lại cho mình một cuộc sống mình mơ ước. Nhưng nếu như chúng ta nghĩ rằng một người có thu nhập đều đặn 50 triệu, anh ta là một người sống với phong cách như thế nào? Đúng không ạ? Với cái khoản tiền đều đặn 50 triệu, chúng ta nhìn thấy khoản tiền 50 triệu đó nó chui vào tài khoản đều đặn, chúng ta sẽ chi trả những việc gì trong cuộc sống? Chúng ta nhìn thấy bức tranh cuộc sống trong tương lai đó, chúng ta có thích không? Đấy. Giống như cái anh chàng đổ xăng 19 tuổi ấy, đúng không? Tại sao khi mà nông xe lít sáo thổi sáo vui vẻ và hạnh phúc như vậy? Có như thế mới yêu nghề, có như thế mới sống trọn vẹn, có như thế mới được người khác mến mộ, có như thế người khác mới thực sự khâm phục. Chúng ta làm công việc cũng vậy anh chị ạ. Chúng ta làm công việc cũng vậy. Chúng ta phải có bức tranh mơ ước. Chúng ta có bức tranh mơ ước và bức tranh đấy khiến chúng ta luôn hưng phấn, luôn hạnh phúc từng phút giây. Đúng không? Chứ đừng nghĩ là bao giờ có 50 triệu thì tôi nghĩ. Thế thì không bao giờ có. Mà phải nghĩ trước, sau đó mình chỉ làm lại những gì mình nghĩ thế là nó có. Ok? Vậy thì bài tập này rất mong anh chị hãy làm. Bài tập này rất ít người làm. Đó là tưởng tượng ra bức tranh khi mình đạt mục tiêu và mình hưng phấn về nó. Hưng phấn về nó. Thì khi đó chúng ta làm trong một trạng thái như vậy. Ví dụ, anh chị tưởng tượng ra 50 triệu mình sống với phong cách như nào? Mình sẽ sống một cách rất là đường hoàng. Mình sẽ tự tin. Mình sẽ lạc quan. Cuộc sống mình nó hạnh phúc. Từng phút giây mình cười rất là nhiều. Vậy thì hãy cười nhiều đi. Rồi thành công nó tự đến. Đúng không ạ? Hay là mình nói rằng là nếu có thu nhập 50-100 triệu mình sẽ có một chiếc xe Camry hay là một chiếc xe Mercedes. Mình cảm thấy rất là vui với chiếc xe đó. Cảm thấy rất hạnh phúc với nó. Ok ạ? Đấy. Thì khi đó chúng ta làm việc trong trạng thái lúc nào cũng hân hoan, hạnh phúc. Ok? Được nha? Lúc nào cũng vậy. Khi chúng ta ngồi vào Zoom là chúng ta cảm thấy sung sướng lắm. Chúng ta đang được làm những thứ chúng ta mơ ước. Mắt chúng ta sáng quắc lên. Miệng chúng ta nở một nụ cười thật là tươi. Ok? Và số chị yêu thích. Mắt mình rất sáng. Miệng mình cười thật là tươi. Hay nào? Ok, một lần nữa anh chị ghi câu đấy vào sổ. Mắt sáng, miệng cười tươi, đúng không? Nào tươi cười lên. Trở thành một người dễ mến, trở thành một người đáng yêu, trở thành một người ham học hỏi, ghi chép thật là cẩn thận. Nên ngày xưa ấy, trong cái đội nhóm kinh doanh nhân tạo nên thì thực sự những người ghi chép xuất sắc nhất đều là người thành công nhanh nhất anh chị ạ. Một trong những người mà em rất là mến mộ đó là một bạn tên bạn Đỗ Gia Kiệm. Bạn ấy gia nhập sau nhưng mà bạn ấy thành công vượt trội. Nhanh chóng trở thành người số 2 luôn. Bởi vì bạn ấy học phải nói như bọt biển. Bạn ấy học một cách ngúng nghiến ghi chép à. Yên nói thật, ngồi ở đây bạn ấy học à. Bạn ấy sẽ ghi liên tục. Không bao giờ nhìn ngang ngó dọc gì cả. Sống trọn vẹn từng phút giây. Sống trọn vẹn từng phút giây trẻ. Bạn ấy sẽ ghi được rất nhiều. Bạn ấy tập trung 100%. Không để bất cứ thứ gì khác. Học thực sự là như vậy. Và em cũng đảm bảo anh chị Yên là một trong những người có thể truyền tải những cái thông điệp một cách gọi là xúc tích nhất, một cách là cố động nhất để anh chị có thể cầm nắm được luôn, xài luôn, ra tiền luôn. Đấy, Yên hoàn toàn có thể làm được điều này. Bởi vì thực ra Yên đã học rất nhiều khóa học về làm giàu. Và Yên sẽ khắc phục những cái thứ mà những cái khóa học làm giàu đó họ còn hỏng, đó là họ dạy những cái gì đó nó rong dài, nó lan man và nó thiếu đi tính ứng dụng, thì Yên sẽ khắc phục. Cho nên rất mong anh chị hãy là người trân trọng nhất. Ok. Thì sáng nay ấy, Yên cũng lắng nghe thấy mấy bạn sáng nay nghe đọc sách và thấy rất là hay. Lê Thị Thu Đông có mặt ở đây không nhỉ? Xin mời Lê Thị Thu Đông. Ok, rồi. Chúng ta sẽ giao lưu với Đông trong một cái dịp khác. Thế thì đó là một cái bài học mà chúng ta cần phải có ước mơ và cần phải tưởng tượng bức tranh mơ ước đó trước khi chúng ta làm việc. Ok, xin mời Thu Đông. Em có thể chia sẻ là cái bài học sáng nay khi em nghe đọc sách em học được bài học gì? À.
Khi khi em nghe cái câu chuyện mà anh kể về cái người phục vụ ở cái trạm xăng đó, rất là nhiệt tình, phục vụ nhiệt tình đối với khách, luôn với cái tâm thế là phục vụ một cách là vui vẻ, một cách là thoải mái, một cách là nhiệt tình, và luôn luôn yêu thích cái công việc mà mình đang làm. Nên là khi mà được phục vụ cảm giác như là một cái niềm hạnh phúc, và luôn luôn là nhiệt tình đối với cái vị khách đó. Thậm chí là người ta hỏi cái chuyện không có liên quan tới cái mình đang phục vụ, là người ta hỏi là sữa bán chỗ nào cũng dặn người ta là đậu xe thì nhớ né ra một bên để tránh bị chạy xe. Yes. Thì cái đó, điều đó là một điều rất là tuyệt vời, và đây là cái điều mình ứng dụng được trong cái công việc của mình. Luôn luôn yes. khách hàng sẽ rất là thích mình là một người luôn chân thành, nhiệt tình, vui vẻ, phục yes. vụ 100% trên cả tuyệt vời. Và em rút ra được bài học gì khi mà chúng ta đọc sách với khi mà đọc sách cùng với anh? Dạ thì em thấy là khi mà mình đọc sách á thì nhất là cái kỹ năng mà mình trình bày đọc sách cho những người được nghe á, thì ví dụ như người mà chưa có kỹ năng, em cũng tự rút ra là ví dụ như đối với bản thân em cũng cùng là một câu chuyện như vậy, nhưng mà em cảm nhận á, thì không có sâu sắc như là anh. Hay là lúc em trình bày cái kỹ năng em trình bày lên thì người khác sẽ không cảm nhận cái câu chuyện đó nó giá trị như vậy, và mình ứng dụng vào cái cuộc sống của mình, vào công việc mình là nó cực kỳ nó hiệu quả như vậy. Mình đánh giá thấp cái điều mà mình nhận biết, cho nên mình không thể hiện hết được cái giá trị của nó. Cho nên cái kỹ năng đọc sách, kỹ năng trình bày là một kỹ năng rất là hay, mình cần phải học hỏi. Em cần học hỏi anh rất nhiều. Yes. Cái quan trọng đó là em cũng muốn chia sẻ, đó là khi thư ông nhắn tin cho em nói rằng là em rất là biết ơn anh, rất là cảm ơn anh vì anh đọc sách khiến cho em ngộ ra nhiều thứ hơn rất nhiều so với việc em tự đọc sách. Thì đây em cũng muốn nhấn mạnh với mọi người, đó là đọc sách với một chuyên gia nó sẽ khác, đọc sách với một chuyên gia nó sẽ khác, bởi vì Yên đã từng đọc hàng trăm hàng nghìn cuốn sách, và Yên luôn tìm cách là đúc kết ạ, là cái gì là cái mình sẽ sử dụng đây, chứ không phải là sách viết gì mà là mình dùng cái gì trong đó, cái gì mà nhiều người dùng được, chứ không phải là vách sách viết thứ gì. Thậm chí có ba thứ có thể dùng được thì Yên lại đặt ra câu hỏi, trong ba thứ này thứ nào nên đọc nhất, thứ nào nên dùng nhất, thậm chí có thể phải bỏ đi hai thứ đó cũng hay, nhưng chọn ra thứ hay nhất. Ví dụ mọi người biết không, sáng nay em kể cho mọi người ba cái thái độ ứng xử, đúng không? Thực ra là hôm qua em đọc nó có tới 4-5 cái, nhưng em cho rằng là người ta không thể nhớ cả năm được, nên phải chọn ra ba cái đấy anh chị ạ. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà em muốn chia sẻ mọi người, là chúng ta phải học tập thực sự, chúng ta sẽ có được cái kỹ năng như vậy. Ok rồi, rất là cảm ơn Thu Đông. Còn bài học gì nữa sau khi chúng ta nghe video vừa rồi? Xin mời chị Liên Trần có mặt đây không ạ? Xin mời Ngọc Phượng có mặt đây không ạ? Ngọc Phượng có mặt đây không ạ? Ok. Rồi, chúng ta sẽ chốt lại trong cái bài học vừa rồi. Trong cái bài học vừa rồi, em chỉ muốn nhấn mạnh với mọi người có mấy điều. Thứ nhất, mọi người ghi vào sổ nhé. Mấy điều chúng ta cần phải nhớ. Lý do người ta thất bại thường là, mọi người ghi phần đầu tiên, lý do người ta thất bại thường là do người ta vội với thành công. Và đó là một cái có tội đấy ạ. Không thành công được đâu. Hai, là người ta bị suy nghĩ tiêu cực với cơ hội, người ta bị suy nghĩ sai lầm, đó là người ta nghĩ rằng cơ hội này không làm được thì chắc là cơ hội khác tôi làm được. Sai lầm, bởi vì người giàu là người ta luôn đi trên một con đường. Cách bạn làm một việc là cách bạn sẽ làm mọi việc. Nếu như cơ hội này bạn làm không thành công thì không có gì chắc chắn là cơ hội khác bạn làm thành công đâu, bởi vì tính cách của bạn sẽ lại là cơ hội khác tốt hơn, đúng không ạ? Cho nên người giàu an nhiên trong một lựa chọn của mình. Tiếp nữa, Yên cũng đã từng là những người khó tuyển dụng, đã từng là những người khó bán hàng, không biết học hành. Và hãy nhớ, đủ nắng hoa mới nở, không thể thành công, không thể giỏi giang sau một ngày hay một tháng. Và để làm được điều đó phải học tập thật sự. Ok ạ. Tiếp nữa, những người không tự tin, mọi người có để ý một chi tiết là có những người không tự tin vào bản thân mình thành công thì làm gì không ạ? Có những người không tự tin vào bản thân mình thành công, bởi vì bạn ấy đã từng cố gắng và thất bại nhiều lần. Bởi vì bạn ấy học không có tốt, bạn ấy không có một nền tảng giáo dục tốt, bạn ấy nghĩ rằng mình là công nhân, bạn ấy nghĩ rằng mình là người ăn nói kém. Thì hãy nhớ, nếu mình có rơi vào tình trạng mất tự tin như vậy thì bắt đầu tập trung vào những thứ mình là thế mạnh. Ví dụ, tuyển mình không giỏi thì bán giỏi đi, sao đâu. Tập trung vào những thứ mình thế mạnh. Tiếp nữa,
đó là đừng tập trung vào kết quả mà tập trung vào sự học tập. Sự học tập, tập trung vào sự học tập tức là gì? Cứ dành thời gian ôn đi những gì mình đã được học để mình tốt hơn, thế là được rồi, chưa cần kết quả. Đó. Bởi vì cứ phát triển bản thân là công việc sẽ tự phát triển, đúng không ạ? Ok ạ. Và rồi có những người học chăm, ghi chép chăm nhưng không thành công, bởi vì không học từ tim mà học từ gì ạ? Học từ tay. Đấy, mọi người phải học từ tim. À, ok mọi người ơi, sổ bút ghi chép vào chứ nghe gần gù làm cái gì? Nghe tay trái ra tay phải đấy, sổ bút đi ạ. Sổ bút ghi chép những cái phần vừa rồi nha. Xin mời Hồ Huệ sổ bút ghi chép đi ạ. Chúng ta học thật sự mới có thể thành tài được. Học như bọt biển, học như một người để đạt được sự giàu có thực sự, chứ không phải là chúng ta nghe cho nó thấy hay. À, ở đây rất tiếc nên sẽ không hát cho mọi người để mọi người thấy hay đâu, mà chúng ta học tập. Ok ạ. À, và nhớ điều nữa đó là chúng ta không có khao khát thật sự. Chúng ta không khao khát thật sự. Chúng ta chỉ mong muốn có tiền. Chúng ta cần phải có khao khát. Khao khát tức là gì? Khao khát tức là gì? Khao khát xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình. Chúng ta cần phải có khao khát xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta chỉ muốn tiền mà chúng ta không muốn xây dựng đội nhóm của chính mình thì sao ạ? Thì không có thành công đâu. Bởi vì nếu chúng ta chỉ mong muốn có tiền, nó giống như cái câu chuyện bên em mô tả là giống như việc chúng ta đến với chị Nga nhưng chúng ta chỉ muốn mảnh đất thôi thì khó lắm. Phải học tập vì công việc, khao khát xây dựng công việc kinh doanh của chính mình. Tức là gì? Học cách câu cá chứ không phải để đi xin con cá. Nào, chúng ta phải xác định rõ ràng chúng ta muốn trở thành một người câu cá giỏi hay là một người xin cá giỏi. Chúng ta muốn kết quả hay là chúng ta muốn có được kỹ năng, đúng không? Tiếp nữa, khi chúng ta khao khát xây dựng đội nhóm kinh doanh, khao khát kiếm tiền, trở thành một người giỏi kiếm tiền thì phải là khao khát xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình. Tức là ai là người tuyển cho mình? Ai là người tuyển cho nhóm mình? Ai là người quản lý nhóm mình? Ai là người quản lý nhóm mình? Ai là người thúc đẩy nhóm mình phát triển? Mình hay bảo trợ? Và mọi người ơi, đừng bao giờ chờ đợi một ai đó giúp tôi, mà thay vì thế hãy học họ và xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì không có sự thành công mà nhờ đôi chân người khác đâu. Đi trên đôi chân của chính mình nó mới là thành công của mình, và mọi thứ nằm trong tay của mình. Và số chị đấy sẵn sàng yêu thích xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình hay nào? Dạ. À, tùy năng lực mình tới đâu mình xây tới đó. Mình là người chỉ nhận những thứ thuộc về mình và không bao giờ mình giành giật những thứ không phải là của mình, đúng không? Mình sẽ thành công dựa trên tài năng và nỗ lực của bản thân chứ không nhờ và người khác. Bởi vì nhiều khi chúng ta nhờ bảo trợ làm giúp mình. Và cái từ nhờ vả, đúng không? Tức là nhờ không được chúng ta làm gì? Chúng ta vả. À, nhờ không được là vả, đúng không? Ví dụ nhờ bảo trợ tuyển dụng cho, bảo trợ tuyển không được phát là nói xấu bảo trợ. Ôi giời ơi, em ứng viên em ngon lắm mà nhờ anh bảo trợ anh tuyển không được, thế thôi em chán quá rồi, cái ông này nói dông dài, nói linh tinh làm bạn em nó không làm. Đấy, nhờ không được vả luôn. Cho nên cuộc đời này tốt nhất là đừng có nhờ vả. Nhờ không được chúng ta rất dễ vả người ta. Nhờ không được phát là thế, mà may mắn nhờ được không phát là thôi. May mắn lúc nhờ được xong phát là khó. Nói những lời tốt đẹp. Cảm ơn anh, ôi xúc động anh quá, anh giúp em, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu mai cái không được phát là lại phản luôn. Tốt nhất là đi trên đôi chân của mình anh chị ạ. Bởi vì chẳng có người thành công nào mà cứ nhờ mãi cả, đúng không? Nhờ mãi cả. À, đừng lợi dụng người khác. Bởi vì chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có thể nhờ người khác, chúng ta có thể lợi dụng người khác thì cũng chỉ nhờ được một vài người. Nhưng sẽ có hàng trăm, hàng nghìn người nhờ mình thì đó là sự rách việc đấy, đúng không? Hàng trăm, hàng nghìn người ta cho rằng là thành công người ta là do mình thì rách việc đấy. Tất cả hãy đi trên đôi chân của chính mình. Cuộc đời mình do mình quyết định chứ, đúng không? Do người khác quyết định. Người khác người ta không quý mình sao? Cuộc đời mình tỏi à, đúng không? Và số chị đấy sẵn sàng mình giỏi hơn để mình quyết định cuộc đời của mình hay là đúng rồi, chẳng làm gì phải chờ đợi ai cả. Ok, đấy là vài điều em muốn tâm sự với mọi người. Thế thì điều mà em muốn rất là muốn nhấn mạnh mọi người ở đây ấy, thì sứ mệnh lớn nhất của công việc này đó là khả năng đánh thức ước mơ người khác. Vậy người đầu tiên cần đánh thức là chính mình. Vậy chúng ta cùng nhìn lại xem công việc này có thực sự hay không? Công việc này có thực sự là tuyệt vời không? Có đáng để chúng ta lựa chọn không? Đúng không? Có đáng để chúng ta lựa chọn không? Để chúng ta làm nó hay không? Chúng ta cùng nhìn lại nhé. Đây là vài điều em muốn tâm sự với mọi người. À. Ok, đây là vài điều em muốn tâm sự mọi người.
chúng ta cùng nhìn lại xem câu chuyện này có thực sự là đáng để chúng ta làm hay không. Và số chị đây thấy là công việc này có những cái thứ tuyệt vời và xứng đáng để chúng ta làm công việc này, cũng như là thấy rằng là công việc này có những cái giá trị mà mình thực sự là mình muốn theo đuổi. Và số chị đây cảm thấy công việc này rất đáng yêu, hài lòng. Ok, rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Đây, em xin chia sẻ chị có vài điều em muốn tâm sự với mọi người để chúng ta có một cái công việc trở nên tốt hơn. Rồi. Nào, chúng ta cùng nhìn lại xem. Khách quan mà nói, cuộc sống chẳng lẽ chúng ta đi kiếm tiền suốt đời sao? Nhặt nhạnh suốt đời sao? Nếu có một cơ hội tạo ra dòng tiền, báo số chị thích tạo ra dòng tiền hay là? Ok, rồi em muốn chia sẻ một chút về dòng tiền. Dòng tiền là gì? Dòng tiền là gì? Thực ra cuộc sống xung quanh chúng ta có nhiều dòng tiền lắm, chẳng qua chúng ta không nhìn ra thôi. Dòng tiền là gì? Ví dụ, nào bây giờ em suy nghĩ, anh chị cùng tương tác với em nhé. Xin mời chị Lê Thị Phương, em có thể nói chuyện với chị một chút được không? Chị bật mic được không ạ? Xin mời chị Lê Thị Phương, chị bật mic được ạ? Giao lưu thôi, em không có làm gì đâu, em tốt lắm, em rất là dễ tính, chỉ muốn chị tốt hơn ạ. Cô thôi. À cô ạ. Dạ, nhìn trông cô trẻ quá, cháu lại tưởng là chị cơ. Rồi, cháu xin lỗi cô. À, nhưng mà cô không biết nói gì nhỉ? Không sao cả, cháu chỉ chia sẻ thôi. Đây nha, cháu muốn hỏi cô một tí. Giả sử bây giờ cô đã đang sống ở đâu cô nhỉ? Cô đang ở Nha Trang đấy ạ. Nha Trang, dạ vâng. Dạ, cái thành phố Nha Trang của cô ấy, ví dụ thế, cô có một cái cơ hội là cung cấp xây dựng đường ống dẫn nước cho 10.000 hộ dân Nha Trang. Mà cứ người ta xoáy nước, người ta dùng, người ta nấu cơm là cô có tiền, cô có thích không? Sao nhỉ? Tức là nếu như cô có một cái cơ hội xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước sạch tới 10.000 hộ người dân, và xây dựng xong một cái là cứ gia đình nào dùng nước là cô thu tiền, ví dụ thế. Và có lẽ là cô sẽ thu được tiền trọn đời, phần lợi cùng mãi mãi, ngay cả khi trời có mưa hay là cô có đi chơi du lịch. Cứ người ta dùng nước nấu cơm là cô có tiền, cô có thích như vậy không? Không, cô không thích thế. Tại sao cô không thích ạ? Tại sao ạ? Tức là cô chỉ việc xây dựng một cái đường ống dẫn nước một lần thôi, và sau đó cứ gia đình nào người ta dùng nước là cô có tiền, ví dụ thế, cô có thích không? Cô không thích. Cô chưa nghĩ ra. Cô không thích thế mà cô. Cô muốn giúp được họ cơ. À dạ vâng, không, cháu chỉ muốn nói đến cái phương thức kiếm tiền thôi. Thay vì hàng ngày mình cứ đi kiếm tiền, mình cứ đi làm công ăn lương không. Nếu như mà có một cái cơ hội, người ta nói là bây giờ nhá, cô có cơ hội là xây dựng đường ống dẫn nước tới 10.000 hộ dân ở thành phố Nha Trang, và cứ hàng ngày người ta dùng thì là cô tiền nó lại tự chạy về tài khoản, mặc dù cô vẫn đi làm kế toán, cô vẫn đi làm giáo viên, ví dụ thế. Có thêm một cái dòng tiền như vậy thì cô thích không? Có thêm nhé, không được. Dạ thích không ạ? Thích. Rất thích đúng không ạ? Đương nhiên rồi, ai cũng thích. Đúng không ạ? Rồi có mưa rồi, Covid có kéo dài 1 năm chứ 10 năm thì mình vẫn rất là ok, không sao cả, ví dụ thế. À, đấy, đấy người ta gọi là hệ thống đường ống dẫn nước đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cùng nhìn lại xung quanh, cảm ơn cô rất nhiều. Và chúng ta sẽ giao lưu tiếp theo. Anh chị có thể để ý là chúng ta có hệ thống đường ống dẫn điện, có chuyện đấy không ạ? Chính phủ xây dựng đường mạng lưới dẫn điện, cứ gia đình nào bật điện thế là chính phủ có tiền đúng không ạ? Và xin chị thấy điều đấy hay lại. Đấy, đấy người ta gọi là hệ thống đường ống dẫn điện. Thế tương tự như vậy, cứ gia đình nào dùng kem đánh răng mà chúng ta có tiền chảy vào tài khoản, và xin chị thích điều đấy. Vậy thì hãy xây dựng mạng lưới đi ạ. Hãy xây dựng 10.000 người dùng kem đánh răng đi. Cứ gia đình nào buổi sáng thức dậy một cái chúng ta biết, cứ ai đó chui vào nhà tắm, tiền chảy vào tài khoản của mình một tí. Rất thích đúng không ạ? Chúng ta có thể xây dựng tương tự như vậy là hệ thống đường ống dẫn chất xơ đúng không ạ? Hệ thống đường ống dẫn canxi, hệ thống đường ống kem đánh răng, hệ thống đường ống dẫn sữa tắm vân vân. Và cứ mỗi một người tắm một cái là có tiền, tiền chảy vào tài khoản, ít nhiều chưa tính sau, nhưng mà cứ tắm một cái là có tiền đúng không? Và số chị thấy cách kiếm tiền như vậy rất là thông minh, hài lòng. Ok rồi. À, thế thì khách quan mà nói, hiện nay thì nó có ba cái cách tạo dòng tiền cơ bản. Một là mua một căn nhà rồi cho thuê, chúng ta sẽ có một dòng tiền đều đặn ngay cả khi chúng ta vẫn đi du lịch,
ngay cả khi chúng ta vẫn đang làm kế toán, thậm chí chúng ta là công nhân, chúng ta vẫn có những dòng tiền đều đặn. Hai là chúng ta có thể xây dựng hệ thống các cửa hàng quần áo. Đấy. Ba là chúng ta xây dựng hệ thống online. Đấy. Đương nhiên bây giờ chúng ta không có cơ hội xây dựng mạng lưới điện, đúng không? Hệ thống đường ống dẫn điện cho người dân được. Chính phủ làm điều này rồi. Chúng ta cũng không thể xây dựng hệ thống đường ống dẫn internet hay là đường ống dẫn mạng viễn thông điện thoại, đúng không? Chúng ta không còn cơ hội đó. Thì chúng ta có thể xây dựng hệ thống đường ống dẫn kem đánh răng, hệ thống đường ống dẫn chất xơ, hệ thống đường ống dẫn sữa tắm. Cứ nhà nào tắm là mình có tiền. Ok ạ? Mà khách quan ba cách này, theo chị cách nào là cách dễ làm nhất? Làm online hay là tạo hệ thống cửa hàng quần áo hay là kiếm 100 tỷ rồi có nhà cho thuê? Cách 3 đúng không? Rồi cách 3. Thế thì cách 3 này làm nó sướng như nào? Đây là điều mà cháu cũng mong cô Phương hãy ghi nhớ. Cô có thích là cô xây dựng đội nhóm kinh doanh online 1 năm và cô hưởng 10 năm thậm chí 20 năm còn lại không? Đấy, nó giống như kiểu chúng ta xây dựng đường ống dẫn nước một lần, sau đó 10 năm sau chúng ta vẫn có tiền. Đó. Đấy chính là điều hay của cơ hội này. Và ba số anh chị cho rằng là khi chúng ta biết được cái khái niệm là 1 năm hưởng 10 năm, ba số anh chị sẵn sàng dành 1 năm chăm chỉ để rồi có cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống dư dả, một cuộc sống thực sự là thuận buồm xuôi gió, một cuộc sống làm chủ cuộc đời của mình, một cuộc sống tự do đúng nghĩa suốt 10 năm tiếp theo. Và số anh chị sẵn sàng chăm chỉ 1 năm hay là. Vậy thì giây phút này rất muốn anh chị ấy ghi vào sổ. Vậy thì anh chị sẽ chăm chỉ với bao nhiêu tiếng một ngày? Nếu có cơ hội ngày này sang năm, một năm có dòng tiền 30 đến 100 triệu tùy vào chăm chỉ và tài năng, thì anh chị sẽ dành 30 tiếng một ngày. Yên ngày xưa ấy, Yên biết điều này một cái, anh chị biết không? Yên chắc chiêu từng giây chứ không phải là từng phút đâu nhé. Từng giây luôn. Có cơ hội phát inbox tuyển dụng, có cơ hội phát học tập luôn, có cơ hội phát là quan tâm nhau. Đấy, từng giây phút làm việc. Rảnh là đi tuyển, rảnh là quan tâm nhau. Ok, rồi tiếp nhé. Đấy, anh chị dành bao nhiêu tiếng một ngày ghi vào sổ, được chưa? Rồi tiếp. Và đây là một bí mật siêu hay. Trân trọng hơn, công việc sẽ thuận lợi hơn. Biết ơn nhiều hơn, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Đừng khinh thường, đừng thờ ơ, đúng không ạ? Đừng kinh kiệu. Thậm chí nếu chúng ta dám thốt lên rằng đây là cơ hội hiếm hoi, đây là cơ hội may mắn chúng ta có được. Ví dụ với chị Yên, Yên nói thật, Yên sẵn sàng trân trọng. Ví dụ trân trọng cái người vợ của mình là phải người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mình, đúng không ạ? Lấy vợ về mà cứ bảo em không ăn thua, em bình thường, anh thấy mấy đứa hàng xóm nó ngon lành hơn em, thì cuộc sống đó có hạnh phúc không? Không, đúng không ạ? Không. Cơ hội cũng vậy, chúng ta làm công việc này là chúng ta phải cho rằng đây là công việc tuyệt vời nhất trong số những việc mình biết, đúng không? Việc thằng khác biết đó là việc của người khác, còn việc mình biết là việc của mình trân trọng nhất, đúng không? Muốn công việc thuận lợi hơn, trân trọng hơn, thế thôi. Ok, rất đơn giản, đúng không? Và số anh chị sẵn sàng trân trọng công việc hơn để công việc nó trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, hay lắm. Và lý do chúng ta chưa có công việc thuận lợi vì chưa thật trân trọng, đúng không ạ? Nghĩ rằng ôi phim cũng là một cơ hội, ngoài kia nhiều cơ hội kiếm nhiều tiền lắm, thế là không khác gì bảo này. Ôi, vợ mình thường ngoài kia đầy đứa ngon hơn nhiều. Thế thì vợ nó có thích không? Không thể thích được, đúng không? Thế cho luôn một sọt rác, chia tay luôn, đúng không? Rồi, tiếp đó. Vậy thì để có thể thành công được, anh chị hãy đi theo quy trình 3 giai đoạn anh chị nhé. Giai đoạn 1 chỉ tập trung vào học toàn bộ quy trình. Có người mất 2 ngày, có người mất 2 tiếng. Đó, chị Lan Diamond chỉ dành 2 tiếng tổng hợp quy trình ngon lành. Và có người mất 2 tuần. Vậy anh chị muốn mình mất bao lâu học xong giai đoạn này, học quy trình? Mọi người comment vào ô chat. Comment vào ô chat. Mấy ngày cũng được, mấy tuần cũng được, thậm chí 2 tháng cũng được, 2 năm cũng được. Yên biết có những người rất là chăm chỉ làm việc nhưng mà lại không học quy trình, thế là 2 năm sau chưa thạo, rất phí luôn. Đến bây giờ Yên giả soát quy trình vẫn chưa có thạo. Anh chị muốn bao lâu thạo quy trình, comment vào ô chat thử đi. 2 giờ, 2 ngày, hay 2 tiếng. Đấy, chị Lan Diamond chị đấy nghe luôn 2 tiếng, nghe cày trưa xuyên trưa luôn, thế là xong quy trình. Đấy, tiếp ạ. Sau đó, sau khi thạo quy trình chúng ta mới sang giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai này là giai đoạn ai sẽ đi tuyển dụng? Nhóm đi tuyển dụng hay mình đi tuyển dụng? Theo Đào Hiền, giai đoạn này là giai đoạn ai đi tuyển dụng? Đào Hiền. Mình và nhóm hay là chỉ có mình? Hay là chỉ có nhóm? Em bật mic nè, bật mic. Xin mời Trang Nguyễn. Ở đây. À, giai đoạn đầu tiên để học quy trình thì mình là người đi tuyển dụng. Giai đoạn đầu tiên mình học quy trình thì chỉ có học thôi. Giai đoạn thứ hai là mình gọi là đi tuyển dụng này. Mình là người đi tuyển dụng. Yes. Giai đoạn này mọi người như lưu tâm, chỉ mình đi tuyển thôi. Mình có muốn
Nhiều người ấy, mình tuyển được 2-3 người đã cứ trông chờ anh ơi nhóm em không tuyển được. Khổ, nhóm không tuyển đâu, mình tuyển mới là quan trọng, nó cần nhóm tuyển. Giai đoạn này chưa cần nhóm tuyển mà chỉ cần nhóm tạo quy trình, đúng không ạ? Nhiều người giai đoạn này mới tuyển có 2-3 người, 5-7 người thế là lười. Đây là một chìa khóa. Đây là một chìa khóa. Và anh chị biết không, Yên thống kê những tỷ phú trong ngành kinh doanh này, những triệu phú trong ngành kinh doanh này, những người kiếm hàng trăm triệu tại OFM, người ta đều thừa nhận là người ta mắc một cái sai lầm lớn nhất là giai đoạn này. Tức là người ta tuyển nhỏ giọt, người ta tuyển một cách hời hợt, người ta tạo ra một đội nhóm toàn, bởi vì người ta tuyển như vậy là người ta tuyển mạnh mẽ hay yếu đuối ạ. Một người tuyển hời hợt, một người tuyển không hết mình, một người tuyển trong một trạng thái nhỏ giọt, tức là người đó tuyển yếu đuối. Và một người yếu đuối thì sẽ sao chép mạng lưới là những người yếu hay những người khỏe. Theo Trang. Tất nhiên là mình như thế nào thì mình sẽ sao chép ra đội nhóm như vậy. Yes, cho nên mọi người hãy ghi vào câu tiếp. Mạng lưới như thế nào thật ra nó phản ánh mình như vậy thôi, chứ không phải là do mạng lưới đâu, không phải do downline đâu, mà do mình đấy. Đấy là bài học rất là tâm đắc của Yên năm xưa. Thú thật anh chị là Yên cũng nghĩ là mình cũng là người học hành ngon lành. Thế là Yên bắt đầu Yên đến mà phát Yên tuyển 7 người anh chị ạ. Yên tuyển 7 người, ngon không ạ? Ngon, tưởng ngon, bởi vì mình chỉ cần 6 chân thôi mà. Yên tuyển hẳn 7 chân, cho là mất một chân mình vẫn có 6. Ngon, nghĩ ngon. Thế sau đó Yên gặp cái người thành công. Yên hỏi và anh đấy nói là: ôi dồi, cậu tuyển có 6 người, 7 người, cậu tuyển có 7 người mà hy vọng kiếm được 100 triệu á? Đời nó dễ thế. Cậu phải tuyển 20 người. Đấy anh chị ạ. Và Yên nói thật với anh chị là ngày đó Yên tuyển 7 người và thú thực là Yên không thể tạo ra mọi người tuyển 7 người được. Toàn tạo ra một người tuyển 2-3 người thôi. Bởi vì mình là một người không tuyển hết mình. Mình là một người không mạnh mẽ. Mình là người không cháy, không đam mê, không chắc chiêu, không nỗ lực từng giây phút. Thì mình chỉ tạo ra những người hời hợt và yếu đuối. Sau lần đấy, Yên họp nhóm lại. Yên nói với mọi người. Yên nhớ đó là một giây phút tuyệt vời trong cuộc đời của Yên. Giai đoạn đó Yên không có thành công anh chị ạ. Và Yên họp lại với mọi người. Bây giờ ấy, tôi có gặp một chuyên gia và anh ấy nói là anh em mình tuyển quá là gà luôn, tuyển quá là yếu đuối, tuyển quá là hèn nhát, cho nên chúng ta đang gặp những trở ngại. Thế bây giờ anh em phải thẳng thắn, một ngày mai ai quyết tâm tuyển thì chúng ta ở lại đội nhóm, còn nếu không tạm thời nghỉ đi để tụi mình thử làm đã, nếu thành công thì tôi sẽ nói cho các bạn sau, còn nếu không các bạn cứ yên tâm nghỉ, chứ còn không thể cứ đến đây làm việc mà rồi chẳng có hành động gì cả. Và số chị đấy đồng ý, nếu chúng ta làm việc mà không hành động thì tạm thời nghỉ cho nó nhanh, hay là đúng không ạ? Làm việc mà không hành động thì làm gì có thành công? Phải hành động. Đó là cuộc đời, không có cách nào khác. Vì thế anh khuyên một cách rất chân thành. Nếu anh chị thực sự quyết tâm xây dựng đội nhóm kinh doanh của chính mình, muốn mình sở hữu công thức kiếm 100 triệu, muốn mình là một người tài năng, là một người làm gì là vang danh thiên hạ, thì đây là bước rất quan trọng để xây dựng đội nhóm kinh doanh. Đó là chính mình tuyển dụng, mà phải tuyển ào ạt. Tuyển nhỏ giọt thì rất vất vả mà không thành công. Được chưa? Tuyển ào ạt anh chị ạ. Tuyển ào ạt. Và lời khuyên là 10-15 người này thì tốt nhất là mình cứ nhận 10 chú, đúng không? Và anh chị ơi, hay ở chỗ là khi chúng ta tuyển được 10 người, tức là chúng ta là một người mạnh hay người yếu ạ? Xin mời Duyên Nguyễn, Hồng Duyên. Khi mình sẽ trở thành một người rất là mạnh mẽ. Mình là người mạnh thì điều gì xảy ra? Thì sau này mình sẽ sao chép cho đội nhóm mình cũng tuyển mạnh mẽ, ào ạt như vậy. Yes. Mình đã từng tuyển mạnh, mình sẽ dạy được người khác mạnh mẽ, đúng không? Còn mình tuyển yếu, mình chỉ dạy được người ta yếu thôi. Cho nên cái hay ở chỗ là chúng ta chỉ cố gắng. Nước sôi, theo anh chị nước 99 độ đã gọi là nước sôi chưa? Chưa sôi. 100 độ nó mới bốc hơi, đúng không? 100 độ nó bốc hơi, 99 độ chưa bốc hơi. Đó. Tương tự như vậy, con người thành công hay thất bại, nó chỉ chênh nhau ở độ 2 người thôi. Con người rất chăm chỉ tuyển đến 7 người rồi, vẫn thất bại. Tuyển thêm có 3 người nữa thôi, thành công rực rỡ. Thế mà lại lời tuyển 3 người. Đấy là một bí mật. Ngày xưa Yên y nguyên vậy. Yên tuyển được 7 người. Yên cố gắng, Yên lưng lưu, Yên chắc chiêu, Yên chăm mõng, Yên vỗ về người ta. Và kết quả là 8 tháng không lên 21. Nhưng chỉ cần Yên nỗ lực, Yên tuyển thêm có 3 người thôi. Anh chị biết không? Vèo một cái tháng rưỡi sau này 21. Tuyển vào ạ. 3 người. Đấy, 7 người nhé. Tuyển 7 người thì mãi chỉ 12-15. Nhưng tuyển thêm 3 người không chỉ lên 21 mà lên 6 chân 21. Và số chị đấy thích tuyển thêm 3 người để cuộc đời mình sang trang sách mới 25. Và có lẽ không phải gọi là trang sách mới mà gọi là trang sử mới, đúng không ạ, trong cuộc đời của mình.
Nếu như trước đây nói thật anh chị là Yên kiếm 10 triệu vất vả, suốt 8 tháng chưa bao giờ biết 10 triệu là gì. Nhưng khi Yên cố gắng tuyển thêm 3 người, Yên là một người khác hoàn toàn. Và Yên nhớ downline của Yên nói là kể từ giây phút đấy em thấy anh như một con hổ, anh mạnh mẽ, anh cứng rắn với mọi người. Và vô tình Yên tạo ra một đội nhóm cực kỳ đỉnh cao, một đội nhóm xuất sắc, một đội nhóm mạnh mẽ. Đấy. Cho nên giai đoạn này là giai đoạn hết sức quan trọng. Thành công không dành cho những người yếu đuối và lười nhác, anh chị ghi vào đây ạ. Chỉ dành cho những người chăm chỉ và mạnh mẽ. Cho nên là yếu đuối và lười nhác thì tốt nhất là về mua đệm kim đan để mơ thành công. Không thành công được, đúng không ạ? À, giai đoạn 2 này là giai đoạn hết sức quan trọng. Hầu hết mọi người làm giai đoạn 2 nhưng mà lại làm rất yếu đuối. Làm yếu đuối thì tạo ra một mạng lưới những người yếu đuối. Và vào xuống chỉ đây thấy một mạng lưới toàn những người yếu đuối, một mạng lưới toàn những người nhút nhát, toàn những con rùa rụt cổ. Bao số chị thích một lãnh đạo một mạng lưới như vậy không ạ? Nó có mệt không ạ? Mệt lắm đúng không? Đặt hàng người ta cũng rồi ôi, em ơi chị không đặt được hàng à, em đặt hàng giúp chị nhé. Cái gì người ta cũng phải nhờ vả suốt đời nhờ vả. Nhưng mà nếu như chúng ta tạo ra một đội nhóm mạnh mẽ, chúng ta sẽ thấy có những người nói à, cái này mũi đúng không? Người ta sẽ nói như vậy, người ta sẽ thử thách bản thân mình. À, cho nên đấy, thưa anh chị là rất là may mắn đội nhóm của Yên. Nếu như cái ngày đó Yên đã không cố gắng tuyển thêm 3 người thì cuộc đời Yên bây giờ không bao giờ thành công được đâu. Yên không bao giờ có những người xuất sắc hơn Yên, giống như Hải Lý. Hải Lý chắc chắn là một người khao khát mãnh liệt hơn Yên rất nhiều, bà ấy chăm chỉ hơn Yên rất nhiều. Hay Đăng Linh là một người có tầm nhìn đỉnh cao hơn Yên rất nhiều. Hay là Hồng Gia là một người có năng ứng dụng xuất sắc hơn Yên rất nhiều. Vậy rất là may mắn khi nhờ sự cố gắng có 3 người mà Yên tạo ra 30.000 người. À, còn nếu không ấy, thì bây giờ Yên vẫn là 12,5%. Anh chị thấy thế nào? Có nên cố gắng không? Và xong chị sau ngày hôm nay quyết định mình sẽ tuyển thêm 3 người trong một tuần tới, trong thời gian tới. Mà thực ra Yên nhớ là ngày đó Yên tuyển, cố gắng tuyển 3 người hình như chỉ diễn ra trong khoảng độ 3-4 ngày thôi. Và xong chị sẵn sàng sao chép Yên. Đó là nỗ lực tuyển 3 người trong vòng 4 ngày tới đây. Hay nào? Rồi rất có thể anh chị đang tuyển được 7 người rồi hoặc 5 người rồi. Thì hãy cố gắng thêm 3 người, anh chị ghi vào sổ. Đấy là một lời khuyên chân thành, muốn tạo ra một mạng lưới những người mạnh mẽ. Đây, bởi vì công việc kinh doanh này nó có tính sao chép anh chị ạ. Sao chép, nó rất kỳ diệu. Sao chép à, đây anh chị để xem. Công việc này nó quyết định bởi những gì chúng ta làm. Thế là mới hay, do mình quyết định hết. Đây ạ. Trong ngành kinh doanh à, chúng ta để ý nha. Trong kinh doanh, cách một ông chủ bắt đầu công việc như thế nào thường dạy ra nhân viên của mình làm như thế. Nếu ông chủ chính trực, nhân viên của mình sẽ chính trực. Thế nên khi bắt đầu Uri, hãy lưu ý, mình sẽ sao chép theo nguyên tắc, ta xấu, ta do dự, sau này đội nhóm của chúng ta cũng có sự do dự theo. Nếu ta yếu đuối, đội nhóm sẽ yếu đuối theo. Nếu ta hời hợt, nhóm sẽ hời hợt theo. Nếu ta tiêu cực, nhóm sẽ tiêu cực theo. Đấy, cho nên là, hỡi anh chị, nếu như anh chị hời hợt với công việc, ví dụ như là có những hôm cả một ngày không bao giờ vào nhóm một giây phút nào, thì chúng ta sẽ bị sao chép. Ngược lại, ta dễ tính, nhóm ta sẽ dễ tính. Nếu ta nhiệt tình, nhóm sẽ nhiệt tình. Và xuống chị thích nhóm mình rất nhiệt tình hay là? Vậy ai là người nhiệt tình chứ? Mình nhiệt tình vào đúng không? Nhiệt tình lên. Chứ còn mình kinh kiệu, mình hời hợt rồi mình không có thuộc quy trình thì nhóm sẽ không thuộc quy trình, đúng không? Ta quyết đoán, nhóm sẽ quyết đoán theo. Nếu ta nhanh xong 1,5 triệu thì nhóm sẽ nhanh xong. Cho nên đừng bao giờ để cái việc xong 1,5 triệu quá 3 ngày và tốt nhất là 30 phút, đúng không? Yên khuyên rất chân thành các anh chị nào mới đây nghe xong phát là hoàn thành luôn 1,5 triệu. Chứ mà mình mà lâu á, nhóm mình sao đến sao chép. Đấy. Nếu ta tạo quy trình nhanh, nhóm sẽ tạo quy trình nhanh. Nếu ta tuyển giỏi, nhóm sẽ tuyển giỏi. Và xuống chị đây thích nhóm mình tuyển rất giỏi hay là? Vậy thì ai là người cần tuyển giỏi chứ? Mình đúng không? Mình. Ok. Và nhân đây thì em muốn tặng cho mọi người một cái bài học về tuyển dụng. Bởi vì hôm nay rất là muốn mọi người tập trung vào việc tuyển dụng. Tuyển dụng đúng không? Một cái phương pháp rất là hay. À, một phương pháp rất là hay. Đó. Thật ra nó đâu có hiểu đâu, cả ngay cũng hơi thô về một cái gì luôn á. Tôi chờ Yên bật mic nha. Tôi tắt hết rồi. Ôi trời ơi, bật mic lên. Ok,
Em muốn tặng cho mọi người một cái công thức siêu tuyệt vời, đó là công thức tuyển không bao giờ hết mối quan hệ. Và số chị đều muốn biết một cái cách tuyển suốt cuộc đời không bao giờ hết ứng viên, mà thậm chí tuyển ứng viên rất giỏi. Hay là mọi người cứ để cái danh sách này là cái danh sách gì ạ? Danh sách nó tên là gì ạ? Ứng viên ưu tiên. Danh sách gì? Nó có tên là gì? Mọi người nhìn thấy trên màn hình không? Danh sách ưu tiên, ứng viên ưu tiên. Ưu tiên, chính xác. Tức là cứ mỗi một người mà Yên nhớ trong mối quan hệ của Yên, thì cứ chủ nhật hàng tuần Yên sẽ gửi cho người ta một thông điệp tuyệt vời về tư duy thành công. Và đây, đây là anh Hữu Thịnh nằm trong danh sách ưu tiên này. Và Yên cứ đều đặn gửi. Hình như sau khoảng 2 tuần anh ấy tham gia. Và sau khi tham gia anh chị, bao lâu là anh ấy thành công ạ? Một tháng tạo ra nhóm 7.500 BB. Đấy, bạn này cũng vậy, Yên cứ đều đặn tham gia. Bạn này thì không được xuất sắc cho lắm. Tiếp theo, chúng ta để danh sách số 20 này cũng có một nhân vật, và nó là kiệt xuất. Đúng không? Danh sách 20 này hình như cũng sau khoảng 2 tuần sau cũng sau vài lần cứ inbox gửi cho một thông điệp. Này, thông điệp là gì? Ví dụ đơn giản, Yên gửi thông điệp kiểu này, cứ lên trên mạng những thông điệp hay cuộc sống, đúng không? Những câu chuyện, những cái gì, ví dụ như là chúng ta nói là những câu nói truyền động lực, những câu nói về thất bại, về thành công, vân vân. Đây, đây ạ, tất cả những người mà Yên đánh dấu đen này đều là những người, rồi anh 31 này cũng là ông chủ của, anh 31 này cũng là ông chủ của vài cửa hàng, chuỗi cửa hàng đấy chị ạ. Đấy. Hay là chị Hải Yến này cũng là một kế toán này, bạn Vi Thương này cũng là một ông chủ của một cái quán vịt này. Thì ông bạn này là bạn của hình như downline cũ của Hải Lý, cho nên là sau khi kết nối xong một cái thì bảo Hải Lý chăm sóc. Đấy. Rất là nhiều anh chị ạ, rất là nhiều. Rồi, Yên cứ như vậy thôi anh chị ạ. Những người này đều được nhận đều đặn, cứ chủ nhật là Yên lại gửi cho người ta một bài học cuộc sống. Yên không cố gắng tuyển dụng. À đây, nhân vật này thì cũng đã được tuyển trở lại, cũng đã chăm chỉ làm việc trở lại. Đấy. Rất là nhiều. Ok. Thế chúng ta có thể đếm đây có bao nhiêu người? Khá là nhiều người trong danh sách 41 người đúng không ạ? Đấy. Đấy là một cái công thức tuyển dụng siêu hay. Tức là gì? Chúng ta sẽ tuyển dụng mối quan hệ của mình bằng cách là lan tỏa phương pháp kinh doanh và không hề tuyển. Ai không quan tâm thì làm gì? Chúc họ ai không quan tâm thì liệt kê vào danh sách ưu tiên. Danh sách ưu tiên. Bởi vì nói thật với anh chị là cứ đều đặn tuần nào cũng gửi cho người ta một thông điệp. Một năm sau người ta học được khối chất xám rồi, đúng không? Khối những bài học tư duy rồi. Và quan trọng là khi người ta đã thay đổi tư duy rồi, người ta làm, người ta có kinh khủng. Kinh khủng lắm. Ví dụ đây chia sẻ rất là chân thành, Yên rất là biết ơn Thịnh, không chỉ tin tưởng Yên mà bạn ấy, anh chị biết không, Yên hướng dẫn Thịnh rất là hay. Yên nhớ là Yên chỉ làm việc đều đặn cứ 2 giờ chiều hàng tuần, 2 giờ chiều hàng tuần, à hàng ngày chứ. Sau khoảng, chắc khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Và sau thời gian đấy, khi Thịnh tự làm việc được, mọi người biết Yên làm gì không? Thực sự, Yên không phải động vào nhóm Thịnh. Thực sự, đó là một điều Yên rất hạnh phúc. Mà thú thực là Yên rất biết ơn Thịnh, vì Thịnh đã tin tưởng tớ, cũng như là bạn đã tiếp thu thông tin thực sự là nhanh. Thịnh ơi, tớ rất là muốn lắng nghe cậu. Cảm ơn anh Yên. Tại sao giai đoạn đấy cậu lại đều đặn online vào 2 giờ chiều thế? Thực ra thì lúc đó thì mình rất là thích công việc này. Mình nghĩa là mình lúc bấy giờ thích về dòng tiền và thích về sản phẩm. Yes. Mình đặc biệt là thấy đợt này thấy hấp dẫn bởi vì cái dòng tiền. Yes. Và so với cơ hội thì rất là ít, với lại một cái môi trường mà được học hỏi cũng như là hoàn thiện cái bản thân ấy. Yes. Mình thấy các cái môi trường thì hầu như là ở ngoài rất là khó để mọi người có thể hỗ trợ cũng như là giúp đỡ nhau. Yes. Thì ơn ra cái con đường thành công của cậu ấy nó quý giá lắm. Cậu hãy đúc kết lại. Cậu hãy kể lại những ngày đầu tiên chập chững. Sau đó thay vì cậu thụ động, thay vì cậu lười nhác, thì cậu đã chăm chỉ như thế nào? Thì nhớ là anh Thịnh cũng là một người rất là bận, anh chị ạ. Rất là bận, và Yên chỉ hẹn được anh Thịnh vào lúc 2 giờ chiều thôi. Tranh thủ với nhau khoảng độ 15-20 phút. Đều đặn, ngày này cũng như ngày mai, ngày kia cứ liên tục như vậy. Và đây, Yên cũng sâu lên là một người nữa, cũng có một cái lịch làm việc với Yên cách đây một thời gian. Đây, lịch làm việc của Yên luôn là như thế này, anh chị ạ. Cứ đúng giờ đó Yên làm việc. Thường là Yên sẽ làm việc từ 8 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Chiều thì từ 2 giờ cho đến 4 giờ. Thế thôi, sau 4 giờ này đi chơi, ví dụ thế. Đấy. Tối thì thường là Yên không có lịch làm việc đâu. Chẳng qua là thỉnh thoảng cho nó vui thôi. Đây không phải là lịch làm việc của Yên. Đấy. Yên hỗ trợ người nào thôi. Lịch làm việc của Yên chỉ từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đấy. Và sau đó là đi chơi. Thế thì một thời gian trước đây thì ở vị trí 8 giờ này liên tục có một bạn tên là bạn Ngọc Ánh.
Và giờ đây thì bạn ấy cũng bắt đầu trong một thời gian khá là ngắn và bây giờ doanh số cũng khoảng gần 12% rồi. Đấy. Thì sau liên tục trong khoảng độ một tuần thôi, hai tuần rồi cũng là bạn ấy đã tự làm và bây giờ bạn ấy đã xây dựng đội nhóm kinh doanh chắc đến bây giờ khoảng gần 10 người. Và số chị đấy thích là cứ một tuần mình lại tạo ra một power leader, lại có một đội nhóm mà người ta lại tự động làm việc. Và số chị thích điều đấy, hay là đúng không? Đấy, cứ đều đặn như vậy thôi, cứ đều đặn. Ngày này qua ngày khác. Thế là ngon. Làm nó đơn giản lắm. Ok ạ? Nó rất là đơn giản. Thú thực công việc này nó tuyệt vời. Rồi, vậy thì chúng ta cùng nhìn lại xem một chút công việc này có đáng để chúng ta làm không? Đây anh chị ạ. Thì anh chị hãy sử dụng cái Google Docs này nhá. Yên đã làm mẫu trên đây rồi. Chúng ta cùng nhìn lại xem nhá. Công việc này là gì? Một công việc anh chị đừng quan tâm, bây giờ em đang tuyển tất cả anh chị một lần nữa, hãy lắng nghe một lần nữa nào. Chúng ta cùng nhìn lại xem công việc này là gì. Đây là một cái công việc kinh doanh không vốn, 1-2 tiếng lúc rảnh, thậm chí 30 phút một ngày vẫn làm được. Có thể kiếm thêm từ 5 đến 50 triệu một tháng. Yên tâm 100% không làm đa cấp lừa đảo, tức là không phải mời người kiếm tiền của nhau mà là kinh doanh thực sự, được chưa? Thế thì trước khi mà chúng ta hiểu về cái hay công việc này, chúng ta cùng nhìn lại một chút. Có phải là ngoài kia đang có những cửa hàng bánh kẹo bán lẻ và những đại lý bánh kẹo bán buôn, đúng không? Vậy thì họ khác nhau như thế nào? Chúng ta đọc ví dụ sau. Anh chị có thể sử dụng ảnh để thay cái lời dẫn cũng được. Nếu như anh chị nào mà dùng điện thoại thì có thể dùng ảnh. Còn nếu anh chị mà ngồi máy tính thì dùng lời dẫn cũng được. Đấy, rất là linh hoạt nha. Thì anh cũng đã làm ra một cái ảnh. Đây, bán lẻ tức là bán từng túi kẹo kiếm lời. Đấy, phải dậy sớm thức khuya để bán hàng. Bán buôn tức là cung cấp bánh kẹo cho hàng trăm, hàng nghìn cửa hàng ở khu vực chúng ta sinh sống. Đấy, thì theo anh chị cách làm việc nào thông minh hơn? Cách nào thông minh hơn, được chưa? Rồi sau đó chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà có hàng trăm hàng nghìn cửa hàng người ta nhập bánh kẹo của mình thì mình đi chơi mình có tiền không? Vẫn có tiền, đúng không? Và đó người ta gọi là dòng tiền. Tương tự như vậy, chúng ta có thể làm theo cái cách đó trên Facebook, người ta gọi là bán buôn online. Nó khác bán lẻ online như thế nào? Đấy, bán lẻ là đăng bài bán hàng, thì bán buôn là gì? Là không bán lẻ nhiều, tập trung mở rộng thị trường bằng cách dạy cho các cộng tác viên trên Facebook cách bán 1,5 triệu. Đúng vậy. Sau một thời gian có 100, có 1,000 cộng tác viên tạo việc trên Facebook thì chúng ta đi chơi có việc. Đấy. Thì tương tự như vậy, giống như bán buôn truyền thống, bán buôn online cũng không tập trung vào bán lẻ nhiều, tập trung vào việc mở rộng thị trường. Đấy. Và đến một ngày có 1,000 cộng tác viên thì chúng ta đi chơi vẫn có tiền, đúng không ạ? Đấy. Đi chơi vẫn có tiền và đó gọi là dòng tiền. Khách quan mà nói, ngoài công việc chính có thêm một dòng tiền như vậy. Và số chị thích hay là? Quá. Và chúng ta nhìn vậy, khách quan mà nói cái công việc bán buôn online này có cái gì là mà ảo không ạ? Nó hoàn toàn rất là logic, không có gì là lừa đảo gì cả. Không có gì là khó hiểu cả. Phải nói là cực kỳ thông minh. Đúng không? Nào, bây giờ nếu như có cơ hội không cần vốn mà có thể xây dựng được một công việc bán bánh kẹo, có thể nhá, với tất cả tài năng của bạn, bạn có thể làm được theo mô hình bán buôn mà theo mô hình bán lẻ. Anh chị thích làm mô hình nào hơn? Tài năng đầy đủ rồi. Đấy. Làm bán buôn hơn, đúng không? Thế online cũng vậy. Là giống như chúng ta bây giờ có hai cơ hội, làm công việc bán lẻ, hai là làm bán buôn. Chúng ta làm bán buôn tốt hơn rất nhiều, đúng không? Để có dòng tiền. Ok. Thì đấy là vài điều em muốn tâm sự ngày hôm nay. Và điều cuối cùng chúng ta chốt lại bài tập về nhà. Đó là trong vòng 4 ngày tới đặt ra mục tiêu tuyển 3 người. Đó là bài học quan trọng. Thế thôi. Đấy, còn ai mà chưa rõ thì có thể là kết nối với bảo trợ của mình để nhận cái đường link tuyển dụng này. Đấy, thì em có thể gửi lên trên thanh chat để mọi người có thể lấy về. Và mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời của em, chị, mục tiêu duy nhất đó là tạo ra một hệ thống kinh doanh có 1,000 diamond. Và em rất mong trong số các anh chị ở đây sẽ là người em giúp đỡ đến diamond. Và để em giúp được, anh chị phải là người muốn. Còn em thực sự đã có công thức 12 tháng anh chị nên được diamond. Ok, và bây giờ nhá, Yên thử test bài một chút nhé. Anh chị thử viết công thức 12 tháng lên diamond đi. Anh chị thử viết vào sổ. Tự viết. Sau đó Yên sẽ hỏi bất chợt một tí. 12 tháng lên diamond, anh chị thử viết nhé. Công thức 12 tháng lên diamond làm như thế nào? Nó muốn lên diamond mà đúng không? Muốn lên diamond.